Hôm nay mình sẽ review cái máy xay thịt mà mình hay dùng. Cái cối xay này là kiểu nhỏ dùng trong gia đình chỉ có 300 quá thôi. Đây là cái motor chính của máy nên là cái phần này cầm rất là nặng tay. Dây điện thì tầm 50 cm rất là gọn. Khi xài thì mình chỉ việc nhấn vô đây thôi, chỉ có một nút nhấn. Máy có một cái phần nắp đậy bằng nhựa trong suốt để mình có thể nhìn thấy thực phẩm bên trong. Và trong đây thì có đến bốn cái lưỡi xay có thể tháo lắp ra như vậy. Mình vẫn giữ lại mấy cái miếng nhựa bảo vệ lưỡi xay á để khi mà cất giữ máy nó được an toàn hơn. Khi mà cần dùng thì mình sẽ tháo cái miếng nhựa này ra. Mình thì đụng đâu cũng đổ bể với lại đứt tay. Hết đó. nên là dùng cái này phải rất là cẩn thận. mình chỉ cần đặt lưỡi xay vào cái khớp ở trong cố như thế này. khối xay này có dung tích là 1,2 lít. mà mình thấy khối lượng xay lý tưởng nhất á, là tầm 300 đến 500 gram. Á. sau khi đậy nắp á, thì mình sẽ lắp cái motor vào. ở đây có một cái khớp hình bông hoa nè. lắp vào cắm điện và nhấn để cho nó xay thôi. hôm nay mình xay tầm 80 gram tôm và 150 gram thịt thì nó bị hơi ít. Đó. nó sẽ có hiện tượng là dạt hết ra ngoài thành. thì lúc này mình phải mở ra nè và dùng đũa vén nó vào trong. mình làm như vậy vài lần là được. máy này xay rất là mạnh và thịt rất là nhiều quyển mịn luôn á. Đây xong rồi các bạn chỉ việc lấy cái lưỡi xay ra. Cái hiệu này á, thì nó có hai lựa chọn là cối thủy tinh và cối inox. Mình dùng trực tiếp cái cối này để mà trộn thịt và nêm nếm luôn hay là chọn cái inox cho nó nhẹ tay một chút. Xong rồi thì hôm nay mình sẽ làm món thịt viên nấu với canh cải. không nhận là có cái cối xay là mấy món thịt viên rất là đơn giản luôn.